chào mọi người, đây là xưởng tranh 3D Tân Thành. Và hiện tại chúng tôi đang thi công xong cái công trình của nhà anh Tài. Đây là bức tranh sơn thị hữu tình in nổi 200% nha mọi người. Đây mọi người xem, những con hạt đây nó nổi hẳn lên nè mọi người. Từng chi tiết, những đường vân, những cái lông nó nổi hẳn lên luôn mọi người. Đây, từng bông hoa bên này ha. Nổi 200% thì nó nổi gòn lên. Từng chi tiết nổi lên mình sờ rất là sướng tay nha. Rất sắc nét, hiện cái màu sắc chanh nó sinh động cực kỳ, nó rất sắc nét, nó cực kỳ sống động luôn ha. Đấy, trời ơi quá đẹp, quá đẹp. Tranh 3D sẽ tạo cho mình không gian rất rộng, rất thoáng, rất mát. Đấy, nếu mọi người dán tranh 3D thì hãy liên hệ đến xưởng tranh 3D Tân Thành. Đấy, dán tranh lên tường thì sẽ được bảo hành 10 năm không bay màu, không bong chóc. Rồi mọi người dán tranh 3D thì hãy liên hệ với mình để lại số điện thoại, sẽ có người gọi điện trực tiếp tư vấn nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.